Xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hiện tại mình đang có mặt tại mộ chú nghệ sĩ Vũ Linh. Và bây giờ là 9 giờ rưỡi sáng, cũng có các cô lớn tuổi cũng vừa đến để thắp hương ở chú nghệ sĩ Vũ Linh của chú anh chị. Các cô này là ở Tây Ninh của chú anh chị. Các cô ở Tòa Thánh Tây Ninh xuống thắp hương ở chú nghệ sĩ Vũ Linh của chú anh chị. Và các cô, các anh đến mặc nguyên đồ trắng hết luôn của chú anh chị. Rất là quý luôn. Thì hiện tại bây giờ là 9 giờ rưỡi sáng, chủ nhật ngày 14 tháng 5 của chú anh chị. Sáng hôm nay thì rất là đông người đến thắp hương ở chú nghệ sĩ Vũ Linh luôn của chú anh chị. Các cô ở Tòa Thánh Tây Ninh đến viếng mộ chúng là sĩ Vũ Linh của chú anh chị. Thì hiện tại bây giờ là rất là đông người đến thắp hương là chúng nghệ sĩ Vũ Linh luôn của chú anh chị. Thì hiện tại bây giờ là các cô ở Tây Ninh xuống cũng đang thắp nhang chúng nghệ sĩ Vũ Linh của chú anh chị. Đừng bó bánh mà phải. Ok boy. Cô chú anh chị và các bạn xem video cho Vinh xin một lượt đăng ký kênh để ủng hộ kênh của Vinh được phát triển hơn của chú anh chị. Sáng hôm nay trên bàn cúng của chú nghệ sĩ Vũ Linh là có rất là nhiều bánh bía luôn của chú anh chị, và bia, quà, cua của chú anh chị. Các chung này rất là nhiều bánh bía luôn của chú anh chị. Và giờ thì các cô ở Tây Ninh đang đi vào bên trong mộ chú nghệ sĩ Vũ Linh để ngắm những tấm ảnh cô chú anh chị. Mấy cái tụ này sẽ hội. Mấy thằng này sẽ hội. Chụp hình đi như ơi. Thì hiện tại bây giờ là chị Loan đang cắm hoa vào bình của chú anh chị. Rất là quý luôn của chú anh chị. Chị Loan đến là lúc nào chị Loan cũng cắm hoa tươi vào bình hết của chú anh chị. Chị Loan mới đến hả chị? Chị mới đến hả? Sáng giờ thấy chị vất vả quá, chị đổ mồ hôi rất là nhiều luôn. Cô đứng ngay đây mà vô. Chị Loan có hoa đâu. Bây giờ là chị Loan đang tưới nước vào hoa để cho nó tươi của chú anh chị. Dạ. Trời nắng lắm, bông này nó chưa không chịu nắng. Thanh Kim Huệ, ca sĩ nhân dân cũng chưa bằng. Cô hồi nay không thấy cô mua linh ra cũng tạ, chứ biết đường đâu mà mò. Cô mua hoa và trái cây đến để thắp hương chú nghệ sĩ Vũ Linh nè. Dạ, cô chú ở đâu đến vậy ạ? Ở Bến Cát. Dạ. Cô chú ở Bến Cát vừa đến cô chú anh chị rất là quý luôn.
Và giờ chị Loan đang xếp trái cây và dĩa để đem lên bàn cúng chúng mà sẽ phụ linh của tướng chị. Không biết luôn. Dạ. Mình có lòng vậy là được rồi. Dạ. Chị Tô đã không xuống hả? Đã thương chúa hả? Bởi vì mua đồ cũng đâu biết lượng tập ra. Giờ cháu luôn hát cái đồ nào? Dạ dạ cháu ơi. Con không phải là hát. Dạ con làm nghề khác. Dạ đi con. Bây giờ chị Loan đang đem trái cây lên đỡ trên bàn cúng của chúng là sự phụ linh của chúng chị rất là quý luôn. Sáng thì có cô chú ở Bến Cát có đem hoa và trái cây đến để thắp hương chúng là sự phụ linh của chúng chị rất là quý luôn. Thì chị Loan lúc nào còn dậy của chú anh chị. Thì chị đến mộ của chú nghệ sĩ Vũ Linh. Thì chị sắp xếp hoa và trái cây trên bàn cúng của chú nghệ sĩ Vũ Linh rất là gọn gàng và chu đáo của chú anh chị. Rất là đông luôn cô chú anh chị. Thì hiện tại bây giờ là ngoài đường thì cũng có cô chú cũng vừa đến rất là đông luôn cô chú anh chị. Phía trước thì có chú với cô ở Bến Cát này cũng vừa đến cô chú anh chị. Chị Loan thì đến mộ của chú nghệ sĩ Vũ Linh thì chị rất là chu đáo luôn cô chú anh chị. Chị cứ đến là chị những bà con đem trái cây và hoa đến thì chị đem xuống bên dưới và chị sắp xếp hoa vào trong bình rồi chị xếp trái cây và dĩa để đem lên bàn cúng của chú nghệ sĩ Vũ Linh của chú anh chị rất là quý luôn. Và phía trước thì có cô ở Bến Cát của chú anh chị, cô rất là xúc động, cô vừa khóc luôn của chú anh chị, cô xúc động mà cô khóc luôn của chú anh chị rất là quý luôn. Cô, con thấy cô xúc động mà cô khóc luôn à. Và phía trước là hai vợ chồng cô chú ở Bến Cát, cô chú anh chị rất là quý luôn. Chị Loan đến là chị Loan xếp hoa và trái cây lên bàn cúng của chúng mình sự Vũ Linh là rất là đẹp luôn của chú anh chị. Rất là đông người đến luôn của chú anh chị. Bây giờ thì phía bên ngoài đường cũng có một đoàn xe cũng vừa đến luôn của chú anh chị. Rất là quý luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.
Bây giờ Quỳnh cũng xin phép cô chú anh chị và các bạn Quỳnh kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo nha.